Xin chào quý chị đã quay trở lại với kênh Một Bạn Sức Cũ. Hôm nay Dương Minh Auto có địa chỉ tại 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Honda CRV phiên bản 1.5L Turbo, xe được sản xuất năm 2021, đăng ký lần đầu 2022 chị ạ. Cái xe này thì là một chủ sử dụng từ đầu với chạy có hơn 3 vạn km anh chị ạ. Cái xe vô cùng mới và sau đây quay qua tổng thể của chiếc xe cho anh chị cùng xem. Cái xe này thì được mang ngoại thất màu đỏ, ngoại thất ghế da màu đen đấy anh chị ạ. Là phiên bản cao cấp nhất, phiên bản L được trang bị sử dụng động cơ 1.5 turbo siêu tiết kiệm nhiên liệu chị ạ, và cực kỳ là bền bỉ luôn. Đó. Ngoài ra chiếc xe này thì được trang bị đèn full LED anh chị nhé. Chiếc xe này thì là sản xuất 2021, đăng ký lần đầu là 2022 nhé. Cụm đèn pha của chúng ta là sẽ sử dụng đèn full LED này. Đó. Công nghệ trang bị an toàn Honda Sensing anh chị nhé. Chiếc xe lắp ráp tại Việt Nam. Thêm công nghệ Honda Sensing hỗ trợ rất là nhiều cho người lái anh chị ạ. Chiếc xe CRV màu đỏ rất là đẹp anh chị ạ. Lốp lắp zin theo xe anh chị ạ. Tất cả lốp đều zin theo xe đây. Tất cả củ phanh còn sáng choang anh chị ạ. Hà răng rất là đẹp anh chị ạ. Không một tí xước nào luôn. Xe bên em mọc vừa về là sẽ quay chụp ngay. Đó. Cam cặp lề đây chị này. Cam cặp lề đây. Option này là những chiếc xe mà nhập Thái đời trước là sẽ không có đâu ạ. Ngoại thất màu đỏ rất là trẻ trung. Đây ạ. Lốp còn rất dày chị nhé. Chiếc xe này mới chạy có hơn 3 vạn km thôi. Siêu mới đấy ạ. Đó là rằng không một tí sức nào cả. Một chiếc xe gầm cao 5 chỗ. À, xin lỗi chị, một chiếc xe gầm cao 7 chỗ. Bền bỉ, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đây ạ. Trên phiên bản L này chúng ta còn có trang bị cả cúp điện đấy chị nhá. Các phiên bản còn lại sẽ không được trang bị cúp điện nữa. Khoang cung của chiếc CRV thì cũng rất là rộng. Nếu như chúng ta không đi 7 người thì có thể gặp hàng ghế thứ ba lại sẽ có một khoang để ngồi rất là rộng rãi. Rất là rộng rãi luôn. Đây là hàng ghế thứ ba chị này. Hàng ghế thứ ba thì cực kỳ ít khi ngồi chị nhá. Nên là còn nguyên như mới cả chị ạ. Còn nguyên như mới cả. Chủ xe của chiếc này chủ yếu là chỉ có đi 5 người thôi. Đó, chỉ có dịp lễ, dịp Tết thì chúng ta mới sử dụng đến ngày thứ ba này thôi chị. Đó. Rất mới chị ạ, rất mới luôn. Tất cả ốc và cốp đây, tất cả này đều nguyên bản này chị ạ. Đó. Đây ạ. Tất cả đều nguyên bản. Cốp điện thì rất là tiện lợi chị ạ. Đóng mở một chạm thôi. Đó. Và trên phiên bản lắp ráp tại Việt Nam này từ đời 2020 trở lên thì cụm đèn hậu đã thay đổi anh chị nhá. Nhìn rất là đẹp, điệu đà hơn rất là nhiều. Cảm biến sau. Đó. Đây ạ. Lốp lắp la răng đây. Đó là rất là đẹp anh chị ạ. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc CRV thì khoảng cả bàn anh chị ạ. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó. Tiến đến phần nội thất bên trong của chiếc xe. Đây ạ. Đây là lắp bị cánh cửa chị này. Lắp bị cánh cửa đây. Đó. Keo chỉ cánh cửa đây ạ. Keo chỉ cánh cửa đây. Tất cả đều nguyên zin đi chị nhé. Chúng ta mua xe thì có thể check test bất cứ nơi đâu mà mình muốn đấy chị ạ. Chất lượng của xe là tuyệt đối luôn. Nội thất bên trong đây. Ghế ra ghế thứ hai đây chị này. Ghế búi siêu đẹp luôn. Căng đét là chị không một tí nhăn nào cả, không một nếp nhăn nào luôn. Đó, cửa gió điều hòa trong ghế sau. Và trên phiên bản L này chúng ta có trang bị cửa nóc panorama toàn cảnh. Đó, option rất là giá trị của chiếc xe bản full chị nhé. Các vùng cửa gió điều hòa trong ghế thứ ba đây. Đi chiếc CRV thì chúng ta không lo bị nóng chị ạ, cửa gió rất là nhiều. Đó, điều hòa của dòng Honda thì mát rất là nhanh và rất là sâu chị nhé. Tiến đến phần ghế lái. Đây ạ. Đây là tắp đi cửa lái chị này. Tắp đi cửa lái đây. Chúng ta có trang bị gương kính chỉnh điện, gập gương điện, keo chỉ cánh cửa đây ạ. Keo chỉ cánh cửa đây. Đó. Tất cả đều nguyên zin theo nhà sản xuất đấy chị nhé. Chúng ta có sử dụng ghế điện cho ghế bên lái chị ạ. Ghế ra bên lái đây. Chị có thể thấy đây, từ những cái má ghế bên lái mà chúng ta còn có chưa nhăn gì cả, còn cực kỳ căng luôn,
chiếc xe rất là giữ gìn đấy. Mà hầu hết chúng ta mà mua cái dòng Honda hay là Toyota này thì đều là những người rất là cẩn thận. Đó, tapi màn hình đi màn hình to này, kết hợp với camera lùi chị nhá. Điều hòa hai vùng độc lập. Phần cần số của xe đây chị, đó, cần số đây, mặt cần số đây chị, không một tí xước vào luôn. Và trên phiên bản này chúng ta còn có trang bị cả sạc không dây chị nhá. Sạc không dây option cũng rất là giá trị và tiện ích của xe. Đó, phần vô lăng của chiếc xe đây. Và cái điều giá trị tiếp theo nữa đó chính là Honda Sensing anh chị nhá, cảnh báo va chạm như là giữ làn đường, giữ khoảng cách với xe phía trước anh chị. Đó, một option cực kỳ giá trị luôn. Đây ạ. Nội thất ở bên trong đây. Rất là đẹp. Và sau đây em xin được tóm tắt lại chiếc xe này. Em xin tóm tắt lại chiếc xe Honda CR-V phiên bản 1.5L turbo xe được sản xuất năm 2021, đăng ký lần đầu 2022, chạy hơn 3 vạn km, và chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá hơn 800 triệu. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì cứ có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra có thể dùng số điện thoại đó các bạn Zalo, và bên em có thể gửi full hình ảnh cũng như giải đáp mọi thắc mắc của chị về chiếc xe này. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của Dương Minh.